Thời gian qua, công tác giáo dục hướng nghiệp phân luồng học sinh tiếp tục được đẩy mạnh triển khai, đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có tâm lý trọng thầy hơn trọng thợ, nên năm 2023, công tác giáo dục hướng nghiệp phân luồng học sinh chỉ đạt 4 trên 6 chỉ tiêu đề ra. Còn hai chỉ tiêu quan trọng không đạt theo đăng ký là tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp trung cấp chỉ đạt khoảng 17%, thấp hơn đến 10% so với chỉ tiêu. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng chỉ đạt khoảng 15%, thấp hơn đến 24% so với chỉ tiêu do đó thời gian tới ngành chức năng sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của người dân xã hội về vai trò của giáo dục nghề nghiệp đối với phát triển kinh tế xã hội phát triển con người đồng thời tổ chức có hiệu quả các hoạt động giáo dục hướng nghiệp gắn với các hoạt động trải nghiệm thực tiễn gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của địa phương nhằm góp phần nâng tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở trung học phổ thông tham gia học nghề